Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Vietan.tv. Ngày hôm nay, Thùy Lâm sẽ giới thiệu cho quý khán giả một chiếc máy làm đá viên với công suất 5 tấn, sử dụng máy nén trục vít mang model IVA 5T47. Chiếc máy này đang được đánh giá là giải pháp mang lại hiệu quả kinh tế cao cho các đơn vị sản xuất kinh doanh đá viên quy mô nhỏ hiện nay. Và sở dĩ chiếc máy này được đánh giá như vậy bởi 5 lý do dưới đây. Lý do số 1, đó là chiếc máy này sở hữu công nghệ làm đá vô cùng tiên tiến. Đây là dòng máy làm đá viên công nghiệp do Việt An sản xuất. Chiếc máy này ứng dụng công nghệ làm lạnh bằng nước và sử dụng công nghệ phun sương cưỡng bức cho nên không ảnh hưởng bởi nhiệt độ môi trường. Dù nhiệt độ ngoài trời có đạt 40 hay 50 độ thì chiếc máy này vẫn đảm bảo đủ công suất các bạn nhé. Lý do số 2, đó là chiếc máy này sử dụng máy nén trục vít. Máy nén trục vít thì đã quá quen thuộc với những khán giả theo dõi kênh YouTube Vietan.tv. Tuy nhiên thì có một vài quý vị chưa rõ về chiếc máy này thì Thùy Lâm xin phép được nhắc lại. Máy nén trục vít là dòng máy nén do Việt An nghiên cứu và thiết kế dành riêng cho dòng máy làm đá viên công nghiệp. Cấu tạo của máy nén trục vít gồm có một trục bằng inox 316 tạo hút và áp đẩy, cho nên trong quá trình vận hành thì nó không có ma sát và như vậy thì tiếng ồn rất là nhỏ. Bên cạnh đó, nó chỉ có một trục bằng inox 316 cho nên trong quá trình vận hành thì không phải lo gãy tay biên, mòn trục hay hỏng trục như các dòng máy nén thông thường khác. Và như vậy thì máy nén trục vít có thể vận hành liên tục 24/24 mà không lo gặp sự cố các bạn nhé. Lý do số 3, đó là chiếc máy này có hệ thống điều khiển vô cùng thông minh. Đây là tủ điện điều khiển toàn bộ quá trình vận hành của máy. Và ở trên đây có hệ thống điều khiển nào gồm có các nút bật và nút dừng khẩn cấp. Và đặc biệt hơn nữa là chúng ta quan sát ở đây có hệ thống màn hình hiển thị bằng LCD vô cùng sắc nét. Toàn bộ thông số hoạt động sẽ được hiển thị trên màn hình này. Và có tiếng Việt các bạn nhé. Và trong quá trình vận hành, nếu như mà thiếu nước hay là thiếu điện thì chiếc máy sẽ phát hiện tiếng chuông cảnh báo ở đây. Và người điều khiển chỉ việc theo dõi màn hình cảm ứng và sẽ dễ dàng xử lý sự cố. Lý do số 4, đó là chiếc máy này là chiếc máy làm đá viên công nghiệp đạt tiêu chuẩn quốc tế. 100% linh kiện cấu thành máy đảm bảo mới chính hãng, mang lệ suất cao. Quá trình sản xuất, quản lý chất lượng đạt tiêu chuẩn ISO 9001-2015. Máy không những được ưa chuộng tại Việt Nam mà còn đủ tiêu chuẩn để xuất khẩu ra thị trường quốc tế. Lý do số 5, chi phí bảo dưỡng thấp, độ bền cao. Chi phí bảo dưỡng của chiếc máy làm đá viên IVA 5T47 này thì chỉ mất 3%. Trong khi những chiếc máy làm đá viên thông thường khác mà sử dụng máy nén piston mới thì mất khoảng từ 5%, còn nếu mà sử dụng máy nén piston cũ thì có thể rơi đến 7-10% các bạn nhé. Ngoài ra thì chiếc máy làm đá viên IVA 5T47 có độ bền lên tới trên 15 năm, cho nên quý vị có thể yên tâm khi sử dụng. Nói đến đây chắc hẳn sẽ rất nhiều quý vị và các bạn muốn sở hữu ngay chiếc máy làm đá viên trục vít IVA 5T47 rồi đúng không nào? Vậy thì quý vị hãy lựa chọn 3 cách sau. Cách 1, hãy đến trực tiếp nhà máy của Việt An tại Thanh Lâm, Mê Linh, Hà Nội. Hay có thể đến các chi nhánh gần nhất của Việt An tại Hà Nội, Hồ Chí Minh, Đà Nẵng. Cách 2, quý vị và các bạn có thể truy cập vào website vietan.vn hay tapdoanvietan.com. Cách 3 cũng là cách đơn giản nhất, quý vị chỉ việc nhấc điện thoại lên và alo tới số 0949 41 41 41 hay 0943 41 41 41. Đặc biệt với tất cả khách hàng khi mua máy làm đá viên tại Việt An sẽ được hỗ trợ 100% chi phí vận chuyển và lắp đặt trên toàn quốc ngoại trừ khu vực biển đảo. Hãy liên hệ ngay với Việt An khi có nhu cầu các bạn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.